Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì một tuần trôi qua thật là nhanh và hôm nay là phiên ngày thứ 6 ngày 28 tháng 9, tức là cũng là phiên ngày cuối cùng của tháng 9. Thì chúng ta lại cùng ngồi lại với nhau để cùng trao đổi tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có những cái phân tích và nhận định sơ bộ về xu hướng chung của thị trường trong tuần tới, cũng như là chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu mà danh mục mà trong team của Hùng Lê cũng như các anh chị đang nắm giữ. Thì kính thưa quý anh chị nhà đầu tư, thì trong tuần vừa qua Hùng Lê cũng đã nhận được rất nhiều các tin nhắn cũng như các ý kiến phản hồi cũng như các tương tác của anh chị, thì qua hai kênh. Thứ nhất đấy là trên kênh YouTube, trên kênh Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9. Đây là group mà Hùng Lê đã lập nên để cung cấp các cái kiến thức cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì hiện tại là đang có 33 anh chị đang muốn tham gia nhóm. Thì do cũng hơi bận nên Hùng Lê cũng chưa có thời gian để set up lại trước khi mà Hùng Lê phê duyệt các anh chị vào nhóm. Thế thì trong tuần vừa qua thì các anh chị cũng đã comment ở dưới các bản tin tuần, thì các anh chị cũng đã có những cái bình luận cũng như các câu hỏi dành cho Hùng Lê. Ví dụ bạn Ngọc, rồi một số bạn đây, các bạn hỏi các cái mã cổ phiếu hút đấy. Thì căn cứ vào những cái câu hỏi của các anh chị thì Hùng Lê cũng đã có những cái trả lời sơ bộ. Tất nhiên là những cái phân tích của Hùng Lê ở đây thì nó cũng sẽ chưa được chi tiết, bởi vì là Hùng Lê cũng chỉ là căn phân tích sơ bộ để cho anh chị có một cái góc nhìn tổng quan hơn về các mã cổ phiếu. Còn ví dụ như khi các anh chị mà cần chi tiết hơn hoặc cần rõ hơn, phân tích chi tiết và rõ hơn, thì các anh chị có thể chat với Hùng Lê qua tin nhắn, qua trên kênh Facebook hoặc là qua Zalo. Zalo của Hùng Lê, thì trong tuần thì các anh chị cũng đã kết bạn và cũng đã có những cái câu hỏi. Qua Zalo của Hùng Lê thì số điện thoại 0968279555, thì các anh chị có thể kết bạn qua Zalo hoặc qua Facebook. Và một kênh thứ hai ba nữa đấy là trên kênh YouTube. Thì đây là cái kênh chính để Hùng Lê hàng tuần, thôi thứ sáu hàng tuần thì Hùng Lê sẽ xuất bản các cái bản tin hai bản tin và Hùng Lê sẽ up lên đây để cho cộng đồng cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư biết được cái xu thế của thị trường trong tuần tới. Thì có một điều là có lẽ là trong cái bảng tin video thì Hùng Lê thấy là cái lượt xem ấy, nó rất là lớn. Còn cái lượt đăng ký hiện tại là đang là 421 người đăng ký kênh. Thì các anh chị vui lòng là khi xem các bản tin video của Hùng Lê trên kênh, thì các anh chị vui lòng đăng ký kênh. Tại sao lại đăng ký? Bởi vì khi đăng ký thì mỗi lần Hùng Lê mà up video lên thì nó sẽ có cái thông báo cho tất cả các anh chị. Thì như thế thì chúng ta sẽ tiện theo dõi. Và cái việc mà đăng ký thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các anh chị đã vào kênh YouTube thì các anh chị sẽ đăng nhập. Tức là bắt buộc trên muốn đăng ký kênh ở trên YouTube thì các anh chị sẽ có một tài khoản Gmail. Thì các anh chị sẽ đăng nhập tài khoản Gmail. Đây, Hùng Lê sẽ làm để sau này các anh chị chúng ta sẽ đăng nhập. Sau khi các anh chị đăng nhập ở trên trang trên trên kênh YouTube thì các bạn chờ một tí, mạng hơi chậm. Đấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng ở đây, tức là khi vào kênh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào kênh chứng khoán 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 và chúng ta sẽ bấm vào đăng ký. Đấy, thì như thế là chúng ta đã hoàn thành, đây, đã đăng ký kênh. Và các bạn lưu ý là bật cái biểu tượng chuông. Đây, tức là có hai cái biểu tượng. Đấy, các bạn như thế này là bật, tức là có hai biểu tượng tai ở hai bên. Thì khi mà Hùng Lê up các bản tin video lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo, và như thế thì chúng ta sẽ tiện trong quá trình theo dõi. Và trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi. Trong đó thì câu hỏi thứ nhất, ý thứ nhất đấy là có một số anh chị hỏi là Hùng Lê có lập room giống như các broker khác không? Ví dụ như room Sky hoặc room Zalo hoặc là room Facebook. Thì Hùng Lê có trả lời
với tất cả các anh chị là Hùng Lê không lập room, hiện tại thì không lập room, và tất cả những kiến thức và tất cả những giá trị trong team của Hùng Lê mang lại thì Hùng Lê đang up lên trên kênh YouTube và trên group Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 để chia sẻ và cung cấp đến cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư. Hùng hiện tại thì Hùng Lê không có lập room để chat hoặc là tư vấn, còn tất cả những kiến thức thì Hùng Lê up lên đây. Và các anh chị, nếu các anh chị có những mã cổ phiếu cần tư vấn hoặc còn thắc mắc thì các anh chị có thể comment ở ngay phần dưới của bản tin tuần. Tức là mỗi tuần thì Hùng Lê sẽ có một bản tin và up lên trên tường của Facebook, và sau đó thì các anh chị sẽ comment ở phần dưới, và sau đó thì Hùng Lê và các cộng sự Hùng Lê sẽ phân tích và sẽ có những cái giải đáp thắc mắc cho tất cả các anh chị. Thêm một cái ý thứ hai nữa là trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng đã nhận được tất cả các anh chị em đã chia sẻ cái danh mục đầu tư của mình, thì Hùng Lê nhận thấy rằng là một điểm chung đấy là tất cả danh mục của anh chị của chúng ta quá loãng, tức là các anh chị chúng ta mua bán không biết là các anh chị có phân tích hay là có một cái quy tắc nhất định nào không, nhưng Hùng Lê thấy là có những danh mục có đến 5, 10 cổ phiếu, thậm chí là 15 cổ phiếu trong danh mục. Và mỗi một danh mục thì có cổ phiếu chỉ có 100 cổ phiếu, có một mã thì nó chỉ có 200 hoặc một mã chỉ có 50 vân vân và vân vân. Thì như thế là các anh chị đang làm sai phương pháp. Dẫn đến là khi mà cái danh mục cổ phiếu của chúng ta mà nhiều quá như thế thì chúng ta sẽ rất khó để quản trị, nhất là lúc mà thị trường của chúng ta có những cái biến cố bất thường. Và phương pháp của Hùng Lê cung cấp đến cho tất cả các anh chị ở trong team cũng như là khách hàng và những anh chị đang trực tiếp tương tác với Hùng Lê thì danh mục cổ phiếu chủ yếu là chỉ có tối đa là 5 cổ phiếu, còn tối thiểu thì tùy cái danh mục, tức là tùy cái vốn đầu tư, thì từ đấy thì Hùng Lê sẽ phân bổ là trong danh mục đầu tư của chúng ta sẽ có từ 3 đến 5 cổ phiếu hay là chỉ có 2 cổ phiếu, thì cái việc mà phân bổ cái danh mục cổ phiếu thì nó sẽ phụ thuộc vào vốn đầu tư của mỗi người. Thì tùy từng vốn đầu tư của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp phân bổ để nó tốt nhất và nó hợp lý nhất. Thì đấy là ý thứ hai. Và ý thứ ba nữa là bây giờ kể từ video số 28, tức là kể từ video này trở đi, thì tất cả những thắc mắc của các anh chị đầu tư về các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ comment vào dưới bản tin của tuần. Thì các anh chị có thể comment ở trên đây, ví dụ các anh chị cũng có thể comment ở trên trên kênh YouTube đây. Thì ví dụ như là bạn Đông Văn cũng đã có hỏi Hùng Lê về mã cổ phiếu Z. Đấy, thì sau đó thì Hùng Lê cũng đã có những cái tư vấn cho bạn về mã cổ phiếu Z, hoặc là anh cựu Binh Trường Sa thì có hỏi về mã ACB, thì sau đó thì Hùng Lê cũng đã trả lời cho tất cả các anh chị. Đấy, thì tất cả những ý kiến của Hùng Lê trả lời ở trên trang Facebook hoặc là trên kênh YouTube, thì đấy là những cái ý kiến mang tính chất tham khảo, và các anh chị có thể dựa vào đấy để chúng ta có một cái định hướng tốt hơn trong quá trình đầu tư. Thì quay trở lại câu chuyện thị trường trong tuần vừa qua, thì kết phiên tuần trước, tức là ngày 22 tháng 9, thì Hùng Lê đã có một bản tin phân tích nhận định tình hình thị trường từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Trong đó thì Hùng Lê đánh giá là thị trường trong tuần tới thì là sẽ ổn định hơn sau khi mà các quỹ ETF cơ cấu cũng như là các hợp đồng phái sinh đã chốt xong, thì Hùng Lê có phân tích và đánh giá nhận định thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy ở trong nền biên độ từ vùng 1.000 đến vùng 1.110, và chúng ta sẽ có những cái để làm cơ sở để bứt tốc cho thị trường. Thì đấy là đây, tựa đề của video là thị trường tích lũy ở vùng 1.000 đến 1.110 điểm để bứt tốc. Thế thì trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã có một sự tăng điểm khá là tốt và khá là tích cực, và
Trong phiên thứ sáu ngày hôm nay thì có lúc thị trường của chúng ta đã tiệm cận vùng 1.020 điểm, nhưng mà sau đó thì cuối phiên thì thị trường của chúng ta lại không giữ được mốc 1.020 điểm và đóng cửa ở mốc 1.017 điểm. Thế thì trước khi mà chúng ta đi phân tích và nhận định thị trường trong tuần tới thì chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ và một số các cái mã cổ phiếu dòng dẫn dắt dòng tiền. VIX. Đối với VIX thì Hùng Lê đã phân tích rất nhiều các bản tin video thì khả năng VIX đang có những nhịp phân phối đi ngang và VIX hoàn toàn mất thanh khoản và thể hiện một cái sức khá là yếu. Và hiện tại thì VIX cũng đang có dự án về VinFast, đã một số các cái mẫu xu của VIX đã đi triển lãm ở ở thế giới. Tuy nhiên là để mà những cái mẫu xe của VIX ra được thị trường và đến tay người tiêu dùng thì đấy đang là cả một cái quá trình rất là dài, và chúng ta cũng không thể là ngồi chờ đợi và chúng ta mua để chúng ta nắm giữ để chờ cái tin là khi mà bút toán lợi nhuận hoặc là lúc mà VIX sẽ có những cái bước tiến mới. Thì đối với cổ phiếu VIX thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả các anh chị đầu tư chúng ta sẽ không nên tham gia tại thời điểm này, và chúng ta sẽ cố gắng bán ra ở vùng giá khoảng 100 đến 103. Về VHM, Vinhome thì trong tuần vừa qua thì đối với cổ phiếu Vinhome thì cũng khá là tích cực khi mà phiên thứ sáu quỹ ETF, tức là ngày 21 tháng 9, hùng lấy kiểm tra lại xem đúng không. Đây là phiên kết, hùng sẽ đánh dấu lại đây. Đây là phiên kết phiên thứ sáu tuần trước, thì trong tuần vừa qua thì VHM cũng đã có những tín hiệu khá là tích cực. Tuy nhiên đối với VHM thì Hùng Lê cũng không khuyến nghị các anh chị tham gia đầu tư, bởi vì cổ phiếu này mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt thị trường hơn là đầu tư. VRE, đối với cổ phiếu Vincom gì theo thì trong tuần vừa qua một số các anh chị trong team đã mua theo khuyến nghị của Hùng Lê khi mà cổ phiếu đã trong phiên cơ cấu ETF thì là một cái phiên mà khối lượng của VRE đột biến, và sau đó thì phiên thứ hai, tức là phiên thứ hai đầu tuần thì các anh chị ở trong team đã mở điểm mua VRE ở tại vùng giá 39. 39, tức là khi tại vùng giá 39 thì Hùng Lê thấy có những tín hiệu tích cực và đã khuyến nghị các anh chị, thì các anh chị đã vào được VRE vùng giá 39. Thì đối với VRE hiện tại thì những tín hiệu hiện tại đang hết sức là tích cực, và khả năng cao thì sang tuần tới VRE sẽ tích lũy lại ở vùng giá từ 41 đến vùng giá 42, và sau đó thì sẽ tiếp tục hành trình chinh phục trong cái nhịp nhịp đầu tiên nhịp tăng đầu tiên của VRE. Đấy là target sẽ về khoảng ở vùng giá 44 đến vùng giá 45. Chúng ta sẽ đi các cổ phiếu của dòng dầu khí, gas. Đối với gas thì Hùng Lê đã phân tích rất nhiều các bản tin, đấy là target của gas thì đã được Hùng Lê phân tích ở vùng giá từ 100 đến 115 thì đã đạt, và hiện tại thì gas đang có những nhịp phân phối. Thì đối với cổ phiếu gas thì chúng ta, những anh chị nào chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục bán ra ở trong tuần tới, và tuyệt đối là chúng ta không tham gia đối với cổ phiếu gas. Và khả năng cao thì sang tuần tới cùng với nhịp chỉnh của dầu khí thì gas cũng sẽ nằm ở trong, không loại trừ là gas cũng sẽ điều chỉnh chung với trong cái dòng dòng chung của dầu khí. PLX. Đối với PLX thì target của Hùng Lê phân tích của PLX là ở vùng giá 75 ở trong nhịp này. Tuy nhiên là để về được vùng giá 75 thì chúng ta thấy rằng là trong trong tuần PLX đã đạt điểm cao nhất ở vùng giá 73, và sau đấy thì PLX đã có những phiên giảm rất là mạnh. Thì với những tín hiệu hiện tại của PLX thì khả năng là sang tuần tới thì PLX cũng sẽ tiếp tục đà giảm và sẽ tích lũy lại ở trong nền biên độ hẹp từ vùng giá 70 đến vùng giá 73. Thì đối với PLX thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt dần. Nếu trường hợp như là PLX mà thủng vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 69.5 với volume đạt khoảng từ 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ tất toán cổ phiếu này. PVS hoàn toàn tương tự. Thì hiện tại thì PVS sau khi đã đạt đạt về vùng 24, tức là vùng giá 24 là một vùng kháng cự khá tương đối là mạnh, và cũng hoàn thành cái đỉnh target
Đầu tiên, nhịp chạy đầu tiên của PVS thì PVS đang có một tuần tích lũy đi ngang, và khả năng đây là những cái phiên phân phối của PVS. Thì đối với những anh chị chúng ta đang có nắm giữ PVS thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên để chúng ta chốt dần và tối ưu hóa lợi nhuận. Và nếu như khả năng cao thì trong nhịp này thì PVS sẽ test chỉnh và kiểm tra lại ở khoảng vùng giá 21.5. Khả năng cao thì PVS sẽ test lại ở vùng 21.5 và kiểm tra lại nền tích lũy lại tại cái vùng giá này. PVD hoàn toàn cũng tương tự, PVD đã chạy được về đến vùng Fibo 50%, tương đương với khoảng vùng giá 21, và những tín hiệu hiện tại của PVD thì đang tích cực hơn so với PVS. Tuy nhiên là khi mà cái dòng dầu khí mà có những tín hiệu chỉnh chung thì đây là những cái bước chạy nước rút của PVD, thì khả năng cao thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia PVD ở vùng này, và chúng ta sẽ cũng chỉ ưu tiên canh để chúng ta chốt lời. Và khả năng cao khi nếu PVD mà chỉnh nhịp này thì khả năng PVD sẽ test lại về khoảng vùng giá 17. Thì tại vùng này thì chúng ta sẽ quan sát, và nếu mà PVD mà tích lũy tiếp được thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta sẽ tham gia lại đối với cổ phiếu PVD. BSR thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả anh chị chúng ta tham gia ở vùng giá 17.6 đến 18. Và đối với BSR thì trong phiên ngày hôm qua thì tất cả các anh chị trong team của Hùng Lê đã chốt, tức là những khách hàng của Hùng Lê thì đã chốt hết BSR ở vùng giá 20.5. BSR đã chốt hết toàn bộ danh mục ở vùng giá 20.5, coi như hoàn thành một cái nhịp đầu tiên của BSR. Và với những tín hiệu hiện tại của BSR phiên của ngày hôm nay, phiên ngày thứ sáu thì đang tín hiệu khá là xấu khi mà BSR đã đánh đánh một cây nến đỏ dài rất là mạnh, và giá đóng cửa thấp nhất trong phiên. Và khả năng cao thì trong nhịp này khả năng cao thì BSR sẽ test lại về khoảng vùng mười giá 18.9 18.9 đến vùng 19, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát BSR ở vùng này để chúng ta có thể tham gia lại đối với cổ phiếu này. Oi Đối với Oi thì hiện tại Oi khi mà Oi chạm về vùng giá 17.5, Oi chạm về vùng giá 17.5 thì cùng một cái vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh đối với Oi, và Oi cũng đã có những cái nhịp đan xen chỉnh trong tuần vừa qua. Thì với những tín hiệu hiện tại của Oi thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng Oi nếu trong nhịp test này nếu thực sự tích cực thì Oi sẽ test về khoảng vùng giá 16.5 16.5, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Oi tại vùng giá 16.5. Nếu test thành công tại vùng giá 16.5 thì khả năng cao Oi sẽ tiếp tục có một nhịp tăng mới. Hùng Lê sẽ phân tích luôn cổ phiếu POV kép, bởi vì là đây là một cổ phiếu của có một anh ở trong miền Nam, thì cũng qua cái kênh YouTube thì cũng có biết Hùng Lê, và anh có tương tác với Hùng Lê có hỏi về cổ phiếu POV kép. Thì đối với POV kép thì chúng ta thấy rằng là những tín hiệu hiện tại của POV kép đang khá là mạnh, và khi mà POV kép chạm về vùng 16.3, tức là một vùng kháng cự rất mạnh, thì trong phiên ngày hôm nay POV kép đã có một cái nhịp đánh mà Hùng Lê đánh giá là cực kỳ quan trọng, đấy là vượt vượt qua vùng giá 16.6. Với những tín hiệu của POV kép hiện tại như thế này thì khả năng cao POV kép sẽ đạt đỉnh và sẽ về về lại vùng giá 18. Sẽ về lại vùng giá 18 thì anh Chiến đúng không? Anh cứ yên tâm nắm giữ, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát POV kép ở các phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để chúng ta có những cái hành động tiếp theo. Chúng ta cùng điểm qua một số trụ BVH. Đối với BVH thì Hùng Lê đã phân tích rồi, target của vùng giá 95 thì BVH đã đạt được, và khả năng trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng có đặt đặt đến một cái mục là target của BVH có khả năng sẽ đạt đánh được về vùng 100 đến 101. Thì những tín hiệu hiện tại của BVH thì chúng ta thấy rằng BVH đang chạy những cái bước chạy nó không có vol, thì khả năng cao thì là cũng rất là khó ở tại thời điểm này. Nếu các anh chị tham gia thì sẽ rất là nguy hiểm, và đối với những cổ phiếu này thì hoàn toàn chúng ta sẽ phải đứng ngoài. Và chúng ta nếu những anh chị nào đang có hoặc đang nắm giữ BVH thì chúng ta cũng sẽ tranh thủ các cái nhịp mà BVH có những nhịp đánh lên để chúng ta có thể ra hàng.
được giá cao nhất. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì sau khi mà Hùng Lê phân tích ở phiên ngày mùng 9 tháng 7, tức là một phiên điểm nhấn của Vinamilk để bẻ gãy một cái pha xu thế giảm giá trước đó, thì đối với hiện tại của Vinamilk, Vinamilk đang gặp ngưỡng kháng cự lớn tại vùng giá 104, tại vùng giá 139. 139 đến 140, 139 đến 140 thì khả năng cao thì với những tín hiệu hiện tại thì Vinamilk của chúng ta sang tuần tới sẽ tích lũy lại vùng nền giá từ 137 đến vùng 139 mà trước khi mà hình thành những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với những cổ phiếu lớn, ví dụ như cổ phiếu Vinamilk, khi mà cổ phiếu đang đi ngang như thế này thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia. Còn điểm mua thì nếu mà các anh chị mua thì các anh chị đã phải mua ở phiên ngày 11 tháng 9. VDC và Mansan. Đối với VDC thì trong các bản tin trước thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta phải quan sát cái vùng giá 148 đến vùng giá 149. Nếu như thủng ở vùng giá này thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta xem xét chúng ta bán ra để chúng ta bảo toàn lại lợi nhuận. Và trong tuần vừa qua thì VDC vẫn là một xu thế tiếp tục đi ngang lình xình và tích lũy ở trong biên độ hẹp từ vùng giá 150 đến vùng giá 153. Thì đối với cổ phiếu VDC thì chúng ta cũng không khuyến nghị là chúng ta không nên mở mua mới, bởi vì dư địa tăng, cũng không biết được là dư địa tăng nó tăng mạnh đến đâu, và ngược lại thì cái rủi ro của chúng ta luôn luôn tiềm ẩn. Mansan hoàn toàn tương tự. Mansan thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta quan sát vùng giá 91.5, và trong tuần vừa qua thì về bản chất thì Mansan vẫn là một tuần đi ngang lình xình và không có nhiều động lực để tăng giá. Thanh khoản và tín hiệu dòng tiền thì tiếp tục thể hiện một sức khá là yếu, thì đối với cổ phiếu Mansan thì cũng hoàn toàn tương tự, nó chỉ mang tính chất giữ nhịp từ thị trường. Còn đối với giai đoạn này thì chúng ta cũng sẽ không tham gia đầu tư những mã cổ phiếu như thế này. Chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng. Đầu tiên là ACB. ACB là một cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê cũng đang nắm giữ cổ phiếu ACB ở tại vùng giá 33. Thì những tín hiệu hiện tại của ACB thì nó cũng chạy chung với nhịp của ngân hàng. Đấy là trong tuần vừa qua thì cổ phiếu của ngân hàng của chúng ta cũng không có nhiều khởi sắc, chủ yếu là đi ngang, lình xình đi ngang. Và hiện tại thì ACB của chúng ta cũng đang đi ngang ở quanh vùng giá 34. Quanh vùng giá 34 và cũng chưa thể vượt thoát thành công cái vùng giá 34.5, và chúng ta cũng cùng hy vọng là sang tuần tới ngân hàng của chúng ta sẽ có những phiên khởi sắc để có thể đẩy ACB thoát khỏi cái vùng kháng cự mạnh này. Thì đối với những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ ACB thì chúng ta cũng sẽ yên tâm nắm giữ ACB. Vietcombank. Đối với Vietcombank thì những tín hiệu hiện tại trong tuần vừa qua thực sự là xấu. Thực sự là xấu khi mà nền giá của Vietcombank, Hùng Lê có đề cập đến đây, đấy là nền giá 64, thì đã 3 lần Vietcombank đều đã không vượt thoát thành công, và ngày hôm nay thì thậm chí Vietcombank còn thủng vùng giá 64 và đóng cửa ở vùng giá 63, tức là cũng gần như là giá thấp nhất ở trong phiên. Với những tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì khá là xấu, và chúng ta sẽ cùng quan sát Vietcombank ở trong tuần tới ở vùng nền hỗ trợ khoảng vùng giá 62.5. Nếu Vietcombank thủng vùng giá 62.5 với volume khoảng tầm 2 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì chúng ta sẽ những anh chị nào mà đang nắm giữ Vietcombank thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta thoát hoàn toàn Vietcombank, bởi vì như thế là một tín hiệu rất là xấu đối với cổ phiếu này. Bit và công thương. Đối với BID hiện tại đang khá là mạnh và khá là tích cực khi mà BID đang có những phiên tích lũy ở quanh vùng giá từ 34 đến 35.5, thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng kỳ vọng tuần tới thì BID sẽ đánh vượt thủng vùng giá 35.5 và tiến đến target tiếp theo của BID ở vùng giá 40 đến vùng giá 41. Đối với BID thì Hùng Lê đang đánh giá là tích cực hơn cả so với các cổ phiếu của ngành ngân hàng. Công thương CTG.
Đối với công thương thì trong các bản tin phân tích trước thì Hùng Lê cũng đã đề cập đến việc là công thương sẽ cần phải tích lũy lại quanh vùng 27.5 đến vùng 28.5, và trong tuần vừa qua thì công thương cũng đang chủ yếu là công thương đi ngang và những tín hiệu hiện tại của công thương thì đang khá là yếu. Thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát công thương ở trong tuần tới. Còn với những tín hiệu như này thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia mở những cái điểm mua mới, bởi vì như thế là sẽ rất là rủi ro. Và hơn thế nữa thì công thương cũng đang gặp cái vùng cản lớn tại vùng giá 28 đến vùng giá 29, đây là vùng cản lớn. Vậy thì khi chúng ta tham gia ở vùng giá này thì chúng ta sẽ không được lợi nhuận là bao nhiêu, nhưng rủi ro thì rất là lớn, bởi vì là những cổ phiếu có nền tích lũy đi ngang như thế này thì lúc nó gãy thì đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái phiên nó rơi rất là nhanh và rất là mạnh, thì đây hoặc là đây. Đấy, tích lũy đi ngang và không vượt thoát thành công thì sẽ có những phiên rơi rất là mạnh, thì đấy thực sự là rất là nguy hiểm. MBB. Đối với MBB thì cũng hoàn toàn tương tự, MBB cũng đang thể hiện một cái nền tích lũy đi ngang quanh vùng giá 23.1 và cũng chưa có một điều gì đặc sắc. STB. Đối với STB thì trong tuần vừa qua STB đã có một nói đúng hơn là trong nhịp vừa rồi thì STB đã có một nhịp tăng khá là mạnh và khá là tốt, thì đối với STB hiện tại thì cũng không còn điểm mua cho tất cả các anh chị. Điểm mua thứ nhất là nằm ở phiên ngày mùng 10 tháng 9 và sau đó thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở trong phiên này, trong phiên ngày 18 tháng 9, và đối với hiện tại thì trong hết phiên ngày 18 tháng 9 thì STB chúng ta đã đóng vị thế mua và chỉ còn chờ thời gian để chúng ta chốt lời, và khả năng cao thì trong tuần tới thì STB sẽ tích lũy lại ở vùng 13.5 đến vùng 10 13.5 đến khoảng vùng 10 13.8 trước khi mà đạt lên target tiếp theo của STB. Khả năng trong nhịp này với lực đánh mạnh như thế này thì STB sẽ về ở khoảng vùng giá 14 đến 14.5. Đây Hùng ghi ghi lại đây để sau các bản tin sau thì chúng ta sẽ xem đấy, để chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu chuyện phân tích. Và Hùng Lê sẽ đề cập luôn hai mã cổ phiếu của ngành ngân hàng mà trong team của Hùng Lê đang nắm giữ, đấy là SHB. Các anh chị có thể xem lại các bản tin từ rất sớm khi Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta có thể mở mở những điểm mua tối đa quanh vùng giá 8.3 đến 50%. Vâng, xin chào anh Ngô Huy Tuấn. Hùng Lê đang đang làm bản video điểm tin tuần này, và sau đó xong thì Hùng Lê sẽ up lên để cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ cùng xem. Và đối với SHB thì hiện tại SHB đang đóng cửa giá 9.1, và Hùng Lê đánh giá rằng với nhịp này, với lực đánh và dòng tiền mạnh như này thì SHB sẽ về target đầu tiên trong cái nhịp phân tích này, đấy là ở vùng giá 9.7, thì Hùng Lê sẽ ghi vào đây target 9.7 sẽ về ở vùng giá 9.7, thì khả năng trong tuần tới thì SHB vẫn duy trì ở một cái nhịp vẫn vẫn duy trì một nhịp một trend tăng giá, và hiện tại thì những tín hiệu hiện tại về đường ADX cũng như các chỉ báo khác thì đang khá là tích cực ủng hộ cho một xu thế tăng giá của SHB. Một cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu Techcombank TCB. Đối với cổ phiếu TCB thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho bạn 26.2. Một bạn cũng rất là tình cờ khi bạn xem các bản tin video của Hùng Lê và sau đó thì đã tương tác với Hùng Lê, có hỏi đến cổ phiếu TCB, và Hùng Lê đã khuyến nghị cho bạn vào ở vùng giá 26 đến vùng giá 26.3, và hiện tại thì TCB đã có một nhịp tăng rất là tốt, nhịp tăng rất là tốt, và với tín hiệu hiện tại của TCB thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ và chờ một cái nhịp target của TCB. Khả năng cao thì TCB sẽ trong nhịp này sẽ về ở khoảng vùng giá 3 đầu tiên sẽ là về ở vùng giá 32, về vùng giá 32, và sau đó tại vùng giá 32 này thì TCB sẽ tiếp tục tích lũy, TCB sẽ tiếp tục tích lũy và vượt thoát thành công để về ở khoảng vùng giá 33 đến vùng giá 34. Thì hiện tại đối với Techcombank thì Hùng Lê cũng đánh giá khá là mạnh. Và một cổ phiếu ngày hôm nay đạt điểm mua rất tốt, đấy là VPBank.
Đối với VPBank thì hiện tại VPBank đang có những cái thông tin ở bên ngoài. Những cái thông tin đấy thì Hùng Lê cũng không có quan tâm nhiều đến thông tin, nhưng mà nhìn lực đánh về dòng tiền cũng như nền giá hiện tại của TCB của VPBank ở vùng giá 25. Nền giá 25 của VPBank là một cái nền giá khá là chắc, cái nền hỗ trợ khá là cứng của VPBank, thì đối với nền giá 25 này thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm để chúng ta mở mua các cái điểm mua mới và các cái điểm mua để tham gia cùng VPBank ở trong nhịp đánh này. Thì với những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng VPBank sẽ có một nhịp tăng ở trong tuần tới, thì đích đến đầu tiên của VPBank sẽ ở vùng 30. Và tại vùng 30 này thì VPBank sẽ cần tiếp tục tích lũy để tiếp tục về đích thứ hai, đấy là vùng giá 33. Thì đối với VPBank thì ngày hôm nay một số các anh chị trong team của Hùng Lê cũng đã mở những điểm mua đầu tiên. Và đối với những anh chị mà coi như là quyết đoán thì các anh chị đã gần như là mở hết điểm mua của VPBank ở quanh vùng giá 26.8 đến vùng giá 27, thì các anh chị đã mua gom ở vùng này và coi như cũng là mở điểm mua hết, bởi vì những tín hiệu hiện tại của VPBank thì đang khá là mạnh. Chúng ta cùng qua một số cổ phiếu về ngành chứng khoán HCM, SSI và VND. Đối với HCM thì rất nhiều các bản tin trước cùng Lê đã phân tích cho tất cả các anh chị, thì với lực đánh tốt hiện tại của HCM thì khả năng trong tuần tới HCM sẽ đạt về target đầu tiên Hùng Lê phân tích, đấy là vùng giá từ vùng giá 72. Đây các anh chị có thể xem lại các cái bản tin video trước Hùng Lê đã phân tích cổ phiếu HCM, đấy là mã cổ phiếu mà Hùng Lê, tất cả các bản tin video thì Hùng Lê cũng đều phân tích mã cổ phiếu này. Thì đối với HCM, những tín hiệu của HCM thì HCM đi rất là chậm, nhưng mà HCM đi đến đâu thì xây chắc đến đấy, và khả năng cao thì trong tuần tới HCM sẽ đạt về vùng giá 72. SSI hoàn toàn tương tự như HCM, thì đối với cổ phiếu SSI hiện tại cũng đang khá là tích cực, và SSI thì sẽ chạm về cái vùng 34. Trong tuần tới thì sẽ chạm về vùng 34 và sẽ tích lũy lại vùng 34 trước khi mà tiếp tục hoàn thành một cái target của SSI cao hơn, đấy là tại vùng giá 35. Tại vùng giá 35 đến vùng giá 36. VND. Đối với VND thì hiện tại VND đang tuần vừa qua thì VND đang có những phiên lình xình đi ngang tích lũy lại quanh vùng 22.9 đến vùng giá 23. Thì đối với VND thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. Nếu mà VND yếu thì khả năng VND sẽ test lại, kiểm tra lại ở vùng giá 22.3. Còn nếu khỏe thì VND sẽ tiếp tục hành trình về vùng giá mục tiêu 24 đến vùng giá 25. DHG. Đây là một mã cổ phiếu mà trong team cũng đã thực hiện bắt đáy thành công ở vùng giá 92. 92 đến vùng giá 93, thì sau khi mà có những cái tín hiệu tạo nền tại vùng giá 92 93 thì Hùng Lê và một số các anh chị em cũng đã bắt ở vùng này và đã bán. Đối với DHG thì đã bán trong phiên ngày hôm qua ở vùng giá 99 đến vùng giá 100, thì coi như đã thoát hết toàn bộ hàng. Bình Minh BMP. BMP là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã phân tích từ rất là sớm, thì hiện tại Bình Minh đang chạm vào vùng kháng cự mạnh, đấy là vùng giá 63.5 đến vùng giá 64, thì khả năng cao khi chạm đến vùng này thì Bình Minh sẽ có thêm những phiên test tích lũy. Và ông Lê đánh giá rằng hai phiên test tích lũy của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 vừa qua là hết sức là tích cực. Thì khả năng sang tuần tới Bình Minh cũng sẽ test lại, kiểm tra lại ở vùng giá 63.5 đến vùng giá 64, và khả năng cao thì với lực đánh của dòng tiền hiện tại thì khả năng cao thì Bình Minh trong nhịp này sẽ đánh về vùng giá 70, sẽ đánh về vùng giá 70. Thì đối với mã cổ phiếu Bình Minh thì những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta theo dõi các cái tín hiệu tiếp theo của Bình Minh ở trong phiên tuần tới. Một mã cổ phiếu nữa đấy là HPG.
Đối với HPG thì Hùng Lê cũng đã phân tích rằng sau khi mà HPG break vượt thoát thành công vùng giá 40 thì HPG khả năng cao sẽ có một nhịp đánh về khoảng vùng giá từ vùng giá 47 46 đến vùng giá 48. Đến vùng giá 48 ở trong nhịp này thì với những tín hiệu hiện tại của HPG thì đang hết sức là tích cực, đang hết sức rất là tích cực, và đối với những anh chị nào đã mở điểm mua trong cái phiên ngày 20 tháng 9 thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nắm giữ để có thể chốt HPG ở những vùng target cao hơn. PNG cũng là một mã cổ phiếu mà một số các anh chị trong team cũng đã mua mua ở nền giá 102 đến một nền giá 103. Thì với những tín hiệu hiện tại của PNG thì cũng đang khá là tốt và khá là tích cực. Thì chúng ta sẽ chờ trong phiên tuần tới PNG sẽ vượt thoát thành công vùng giá 106. Nếu như PNG vượt thoát thành công ở vùng giá 106 thì khả năng cao ở trong nhịp này PNG sẽ về target của PNG sẽ là ở vùng 100 ở sẽ là ở vùng giá 121. Ngoài ra một số các mã cổ phiếu khác thì Hùng Lê sẽ phân tích sau, và nếu mà các anh chị nào mà chúng ta quan tâm, thêm một mã cổ phiếu nữa Hùng Lê hồi nãy quên phân tích, đấy là mã cổ phiếu SAB. Đối với SAB cũng là một mã cổ phiếu trụ mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, và phiên tăng điểm ngày hôm nay thì phải kể đến sự góp mặt của Vinhome, SAB và một số các mã cổ phiếu blue chip khác. Còn lại gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta ngày hôm nay thì tí nữa Hùng Lê sẽ phân tích sâu hơn cái phiên giao dịch của phiên thứ sáu ngày hôm nay, là một phiên giao dịch mà chúng ta phải hết sức là cẩn thận, bởi vì phiên ngày hôm nay nó đã có những cái tín hiệu để chúng ta cần phải thận trọng hơn trong giao dịch tuần sau. Thì đối với SAB thì như những cái bản tin phân tích là Hùng Lê đã phân tích ở trước thì khả năng cao thì SAB sẽ tích lũy ở vùng nền giá 219. Và tại vùng giá nền 219 này thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu như SAB vượt thoát được thành công vùng này thì khả năng cao SAB sẽ trong nhịp này SAB sẽ đánh về khoảng vùng giá 240 đến vùng giá 245. 240 đến khoảng vùng 245. Trong nhịp này, bởi vì hiện tại thì SAB đang được hỗ trợ các cái thông tin khá là tích cực về thông tin về sẽ chia cổ tức khoảng tầm 35% bằng tiền mặt trong năm 2018, trong đó thì đợt 1 sẽ là 15% và đợt 2 sẽ là 20%. Thì đấy là những cái thông tin mà sẽ tác động tích cực tới cổ phiếu SAB trong tuần tới. Thì trên đây Hùng Lê vừa mới điểm qua lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền cũng như dòng cổ phiếu ngân hàng, dòng cổ phiếu dầu khí. Quay trở lại câu chuyện thị trường của chúng ta, thì chỉ số VN Index của chúng ta thì các anh chị có thể xem lại trên dòng thời gian ngày bản tin số 22. Bản tin điểm thị trường, bản tin 22 Hùng Lê sẽ xem lại đây. Bản tin 22 là ngày đấy là ngày 20 tháng 8. Ngày 18 tháng 8, tức là kết phiên là ngày 18 tháng 8, thì từ ngày 20 tháng 8 thì Hùng Lê đã có phân tích đến đến target của sóng 1, trong năm lớn vẫn không thay đổi, đấy là sẽ về vùng 1020 đến 1040. Tuy nhiên để đạt được thì khả năng cao thị trường cần tích lũy lại vùng nền 980 đến 985. Tức là ngày 20 tháng 8, nên sẽ ngày 20 tháng 8 17. Đây. Đây ngày 20 tháng 8 thì Hùng Lê đã có bản tin phân tích và dự báo thị trường của chúng ta sẽ đạt đỉnh của cái sóng sóng 1 này sẽ ở khoảng vùng 1020 đến khoảng 1040, và khi đó thì VN Index của chúng ta đang đóng cửa ở vùng 970 điểm. Thì trong phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đã tiệm cận về vùng, tức là đã đánh về vùng 1020 điểm. Như thế thì là
đã gần về đến cái vùng mà Hùng Lê đã phân tích cách đây 1 tháng, coi như là cách đây hơn 1 tháng, thì Hùng Lê đã phân tích cái mức sóng của nhịp nhịp sóng chung của thị trường. Và khi mà thị trường về đến vùng từ 1.020 điểm trở đi thì đấy là một cái vùng cũng kháng cự khá là mạnh. Vì thế là tí nữa thì Hùng Lê sẽ nói đến tuần tới, nhưng mà khi mà chạm về cái vùng này thì khả năng cao chúng ta cũng phải giao dịch hết sức là thận trọng, bởi vì là khi mà đã đạt được về đến cái vùng kháng cự mạnh như thế thì thị trường của chúng ta sẽ rất là khó lường, sẽ có những cái biến động rất là khó lường. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta giao dịch hết sức là hưng phấn trong phần lớn buổi sáng và phần lớn buổi chiều. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong phiên chiều thì rất nhiều các mã cổ phiếu đây, ví dụ như là Dược Hà Tây, đúng không ạ? Trong phiên cao nhất là 42 nhưng đóng cửa phiên ở vùng giá 39.5, ví dụ như thế, thì rất nhiều các mã cổ phiếu của chúng ta bị chốt lời và bị chốt rất là mạnh, đặc biệt là nhóm ngành dầu khí. Và trong tuần vừa qua thì nhóm ngành về bất động sản cũng đã có những cái mức tăng rất là mạnh, rất là ấn tượng, ví dụ như là cổ phiếu Lê sẽ xem lại, ví dụ như cổ phiếu Cô Tech Công chẳng hạn. Đấy thì đã có những cái phiên có những cái nhịp tăng rất là mạnh, và rõ ràng là phiên thứ sáu ngày hôm nay thì phiên đã có một cái nhịp chốt cũng tương đối là lớn. Vì vậy nên là khi những mã cổ phiếu của chúng ta đã tăng mạnh, ví dụ như là nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành chứng khoán, rồi nhóm ngành xây dựng, thì khả năng trong tuần tới thì những mã cổ phiếu và những nhóm ngành đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua thì sẽ bị chốt lời và sẽ chốt lời ở trên diện rộng, sẽ chốt lời ở trên diện rộng. Và một điều đáng lưu ý nữa là nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay, lẽ ra nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng sẽ thể hiện một cái tính đột phá khá là lớn, khá là mạnh để giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng Vietcombank thì đóng cửa giá đỏ, và một số các mã cổ phiếu khác, ví dụ CTG trong phiên giao dịch cao nhất là 28.1 nhưng đóng cửa lại ở mức thấp nhất 27.55. Thì đấy là những cái tín hiệu, hoặc là ví dụ VND, VND của chúng ta cao nhất trong phiên 23.4 và đóng cửa phiên thì cũng 22.9, tức là ở mức giá thấp nhất. Như thế thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng là một cái lực chốt lời ở trong phiên ngày hôm nay khá là lớn, và chúng ta lưu ý là giá trị giao dịch trong phiên hôm nay đã đạt 6.000 tỷ và khối lượng giao dịch là 247 triệu cổ phiếu, vừa là khối lượng khớp lệnh và vừa là khối lượng giao dịch thỏa thuận. Thì đấy là những cái yếu tố bất thường của thị trường trong phiên thứ sáu tuần này. Và liệu rằng trong tuần tới những cổ phiếu nào và những nhóm ngành nào có thể đủ sức để dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường, thì đối với hiện tại nhóm ngành cổ phiếu banh thì chỉ có một số các mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích, ví dụ như Techcombank, ví dụ như VPBank, ví dụ như SHB, ví dụ STB, thì những mã cổ phiếu đang có những tín hiệu tích cực thì sẽ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên những mã cổ phiếu đang có những tín hiệu xấu thì Hùng Lê nghĩ là sẽ có tuần tới sẽ giảm giá, và kèm theo đấy là sự chốt lời của các nhóm ngành khác, ví dụ nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành bất động sản đã có một nhịp tăng tốt ở trong tuần vừa qua, hoặc là nhóm ngành về dệt may, hoặc là nhóm ngành về thủy sản. Thì đấy là những cái yếu tố mà Hùng Lê sẽ tiên lượng trước để cho tất cả quý anh chị của chúng ta sẽ thận trọng ở giao dịch ở trong tuần tới. Và đối với những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị tất cả quý anh chị chúng ta sẽ dần dần hiện thực hóa những mã cổ phiếu chúng ta đã có lợi nhuận, chúng ta sẽ chốt. Và những mã cổ phiếu nào mà chúng ta đã mở các điểm mua mới, mà ví dụ như là khi cổ phiếu về tài khoản mà bị lỗ hoặc là không theo ý muốn, thì chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta xử lý sớm những cái mã cổ phiếu đấy, để chúng ta luôn luôn chủ động. Và tuần tới thì khuyến nghị tất cả quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ nâng tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ cổ phiếu là 50-50. Những mã cổ phiếu nào chúng ta có lợi nhuận và chúng ta có vị thế thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta bán dần ra. Còn đối với thị trường thì khả năng cao thì với những tín hiệu hiện tại thì khả năng cao thì nếu mà thị trường của chúng ta sẽ mạnh thì chúng ta sẽ tiệm cận về đúng vùng 1.030 điểm trong tuần tới, nhưng mà khả năng cao thì
Với những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng tuần tới sẽ là một tuần mà thị trường sẽ tiếp tục tích lũy, chứ còn xu thế tăng mạnh nó sẽ không 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 còn dư địa để xu thế tăng mạnh, bởi vì là một số trụ và một số dòng thì hiện tại là đã đến cái thời điểm mà chốt lời, thì như thế nó sẽ rất là khó cho thị trường. Và với chỉ số HNX Index thì khả năng với chỉ số HNX Index thì khả năng cao cũng sẽ tích lũy hẹp ở quanh vùng 115 đến vùng giá 116.5 ở trong tuần tới. Bởi vì là khi về gặp đến vùng này thì đấy cũng là một vùng kháng cự khá là mạnh của chỉ số HNX Index. Chốt lại về xu thế chung của thị trường thì chúng ta tuần tới chúng ta sẽ giao dịch hết sức là thận trọng và hết sức là lưu ý. Khi chúng ta mở các cái điểm mua thì chúng ta sẽ mua những cổ phiếu nào thực sự mạnh và những cổ phiếu nào đang được có được cái xu thế của dòng tiền, và tuyệt đối là chúng ta không không mở mua hoặc không bị cuốn theo thị trường ở trong những cái phiên tăng điểm. Ví dụ như những anh chị nào ngày hôm nay chúng ta mua ở trong chúng ta mua ở trong phiên sáng hoặc là nửa đầu phiên buổi chiều thì các anh chị đã bị có một cái mức lỗ nhất định, khẳng định là có một mức lỗ nhất định. Bởi vì là phiên sáng thì là cổ phiếu của chúng ta tăng giá rất là mạnh và đến phiên chiều thì bị giảm giá, và chúng ta đừng nhìn vào điểm số của ngày hôm nay tăng 1,76 điểm, đấy là do thứ nhất Vinhome tăng 2 điểm, SAB tăng 2,5 điểm và BID tăng 0,55, kèm theo đó là STB và một số các mã cổ phiếu ví dụ PNG và HPG. Đấy thì là cái điểm số này nó không phản ánh được cái thực chất của thị trường, mà thị trường của chúng ta ngày hôm nay đã bị chốt lời khá là mạnh. Phần thứ ba, hiện tại video của chúng ta đã 46 phút thì Hùng Lê sẽ điểm qua lại một số các cái mã cổ phiếu mà trong team anh chị của chúng ta đang đang nắm giữ, và một số các cái mã cổ phiếu mà có tín hiệu dòng tiền cũng khá là tốt. Thì đầu tiên sẽ là mã cổ phiếu VCG. Đối với VCG thì Hùng Lê đã phân tích từ rất sớm tại vùng giá 18, và cổ phiếu VCG thì có một cái nhịp đánh cũng khá là khó chịu, khi mà trong phiên thì VCG thường là rất là cao nhưng mà cuối phiên ATC thì thường VCG lại về lại vùng giá tham chiếu. Đối với VCG thì trong nhịp này ông Lê vẫn đánh giá là khá là tốt và khá là tích cực, thì khả năng cao thì với những nhịp đánh như hiện tại thì VCG sẽ về ở vùng giá 22 đến vùng giá 23 ở trong nhịp đánh này. Thì với những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu VCG theo khuyến nghị của Hùng Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta tiếp tục theo dõi. VP Bank thì đã phân tích rồi, ACB phân tích rồi, Liên Phong Bank. Đối với cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến mã Liên Phong Bank, bởi vì đối với Liên Phong Bank hiện tại những tín hiệu hiện tại khá là tốt, khi mà Liên Phong Bank đã tích lũy thành công ở vùng giá nền 9 và phiên mở điểm mua đầu tiên đấy là phiên ngày 19 tháng 9, và phiên mở điểm mua hết đấy là phiên ngày 21 tháng 9. Thì đối với những anh chị nào chúng ta chưa có cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể mở điểm mua lại ở quanh vùng giá 10. Quanh vùng giá 10 thì chúng ta có thể mở điểm mua lại, còn những anh chị nào mà đã mua ở được những ở những phiên này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chờ đợi Liên Phong Bank ở một cái nhịp tăng tiếp theo. Thì khả năng cao trong nhịp đầu tiên thì Liên Phong Bank với những yếu tố tích cực của cổ phiếu dòng ngân hàng thì chúng ta sẽ có một cái target đầu tiên của Liên Phong Bank sẽ về quanh khoảng vùng giá 12. Cổ phiếu VRE thì đã phân tích VCS. Đối với cổ phiếu VCS thì Hùng Lê đánh giá khá là mạnh và khá là tích cực. Tuy nhiên là sau khi VCS, một số các anh chị thì đã mua mua VCS và đã chốt ở vùng giá 99, và một số thì vẫn đang nắm giữ VCS hiện tại. Đối với VCS thì Hùng Lê đánh giá là khả năng cao thì VCS sẽ test lại ở vùng giá khoảng vùng giá 95. VCS trong tuần tới VCS sẽ test lại ở vùng giá 95, và trước khi mà hình thành một nhịp tăng mới thì đối với dư địa tăng tiếp của VCS thì Hùng Lê đánh giá vẫn đang còn
dư địa tăng rất là tốt. Thì những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ VCS thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. DHG thì Hùng Lê đã phân tích rồi, Bình Minh đã phân tích rồi, APC. Đối với cổ phiếu APC thì Hùng Lê cũng đánh giá cổ phiếu APC ở vùng nền 30. Và đối với vùng nền 30 thì chúng ta có thể mở, đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ lướt ngắn thôi. Đối với vùng nền 30 chúng ta sẽ mua và lên đến vùng 34. Đây là đến vùng 34, đến vùng 34.5 thì chúng ta lại có thể bán ra. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng đánh ngắn ở trong cái nhịp này, bởi vì hiện tại thì APC cũng chủ yếu là đánh ngắn, chứ còn đánh dài thì APC lại không đánh được. Một số các mã cổ phiếu có tín hiệu dòng tiền tốt, Đạm Phú Mỹ. Và đối với mã Đạm Phú Mỹ này thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng Lê là bây giờ nắm giữ hay là chốt lời. Thì đối với Đạm Phú Mỹ hiện tại là đang rất là tích cực. Rất là tích cực thì chúng ta sẽ, đối với mã này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn mở điểm mua mới, đối với các anh chị nào mà mở điểm mua mới thì đối với hiện tại thì chúng ta cũng đã chậm chân rất là nhiều. Chậm chân rất là nhiều nếu tham gia mã cổ phiếu này. Và khi rõ ràng là khi các anh chị chậm chân thì sẽ, các anh chị sẽ mức độ rủi ro nó sẽ lớn hơn. Và Hùng Lê đánh giá là khả năng cao thì Đạm Phú Mỹ sẽ test lại ở vùng giá 19. Và sau đó thì Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục hình thành test tích lũy tại vùng này, và sau đó tiếp tục sẽ hình thành một nhịp tăng mới và lên vùng target cao hơn. Ở Dược Việt Nam, Dược Việt Nam thì những tín hiệu hiện tại cũng hình thành, tức là đã bẻ gãy pha xu thế giảm giá, nhưng mà những tín hiệu hiện tại thì cũng đang khá là yếu khi mà dòng tiền cũng chưa mạnh. Thì đối với cổ phiếu này, một số anh chị cũng có hỏi Hùng Lê trong tuần vừa qua thì nếu điểm mua thì cũng đã qua mất, còn nếu mở mua mới thì với những mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không nên tham gia. BVKE, nước Bình Dương. Trong tuần vừa qua thì mã cổ phiếu này một số các anh chị cũng đã mua được ở trong phiên ngày hôm nay. Với những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đánh giá cũng đang khá là đẹp. Mã cổ phiếu này đang khá là đẹp khi mà có hai phiên test lại ở vùng giá 19.3. Test lại vùng giá 19.3, test thành công luôn. Test thành công ở vùng 19.3. Thì với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng ok, về Ichikuku và những ADX tín hiệu MACD khá là tốt. Với những tín hiệu mà các anh chị đã mua được, tham gia được ở trong phiên hôm nay thì hoàn toàn yên tâm nắm giữ. Và khả năng cao thì với lực đánh hiện tại thì BEVK sẽ về ở khoảng vùng giá 22, sẽ về vùng giá 22 trong cái nhịp đánh đầu tiên này. Hàng Xanh, HAX cũng đã có một nhịp tăng tốt trong tuần vừa qua. Tuy nhiên là điểm mua thì với những anh chị nào mà mua được ở trong phiên ngày 7 tháng 9, đấy là điểm mua tốt và điểm mua hợp lý nhất. Và sẽ mở mua hết ở trong phiên này, khả năng là sẽ mở điểm mua hết ở trong phiên ngày 17 tháng 9. Còn đối với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng đã chậm chân đối với cổ phiếu HAX. Thì những anh chị nào mà đã tham gia được thì chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta chốt lời ở vùng cao hơn. Còn mở điểm mua mới đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia. Di đã phân tích một số cổ phiếu GEX. Đối với GEX thì GEX đã có tín hiệu trong phiên ngày, có một tín hiệu khá là tốt trong phiên ngày 27 tháng 9. Tuy nhiên đối với những tín hiệu hiện tại của GEX thì cổ phiếu GEX cũng đánh khá là khó chịu. Nếu mà các anh chị mà mua các cái điểm mua mà trong những phiên này thì thường là sẽ bị lỗ, hoặc là nếu không thì cũng phải chờ. Tức là GEX ở những nhịp này, GEX thường đánh nhịp đánh rất là ngắn, tức là đánh T cộng. Đánh T cộng thì chỉ có những anh chị mà mua được ở vùng nền, tức là vùng 28 này thì chúng ta còn có khả năng có lời. Còn nếu mà chúng ta mà đua lệnh hoặc là mua theo ở trong những phiên này thì chúng ta cũng sẽ khó mà có lời ở trong những phiên này. CVT cũng là một mã cổ phiếu mà các bạn cũng đã hỏi Hùng Lê trong tuần vừa qua, thì những tín hiệu hiện tại của CVT đang khá là tốt.
khá là tốt. Và đối với điểm mua 1 và điểm mua 2 và điểm mua hết thì của CVT cũng đã kết thúc vị thế mua khi mà CVT vượt vùng giá 26.7. 26.7 thì đối với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ CVT, và khả năng cao thì CVT sẽ test kiểm tra lại ở vùng giá này, tức là khoảng vùng giá từ 28.7 đến vùng giá 29 trong tuần tới. Và khi nếu như CVT vượt thoát thành công ở vùng giá này thì CVT sẽ có một cái nhịp tăng mới sẽ rất là thanh thoát. Và nếu như vượt thoát thành công ở vùng giá đấy thì để chúng ta sẽ xem là target của CVT sẽ về ở đâu. Thì khả năng cao là CVT sẽ về ở vùng giá khoảng vùng giá 32 đến vùng giá 34, nhưng khả năng cao là sẽ về vùng giá 34 bởi vì những tín hiệu về dòng tiền hiện tại của CVT đang khá là ok. Các tín hiệu chỉ báo khác cũng đang ủng hộ cho CVT có một quá một 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 trend tăng giá mới rất là mạnh mẽ. VRC. Đối với VRC thì Hùng Lê đã phân tích ở quanh vùng giá 22, và target của VRC xây dựng ở vùng giá 26 thì khả năng cao thì trong tuần tới thì VRC sẽ hoàn thành target mà Hùng Lê đã phân tích. Thì đây là một cổ phiếu cũng khá là mạnh, và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta tuân thủ phương pháp và nếu mà như chúng ta có một cái tín hiệu tốt, bộ lọc tốt thì ngay những điểm mua ở đây thì chúng ta đã có thể tham gia được cổ phiếu VRC ở những điểm rất là sớm. Thì trên đây thì Hùng Lê vừa mới điểm qua một số các cái mã cổ phiếu, nó cũng một số mã cổ phiếu đấy thì cũng nằm trong danh sách, nằm trong những cái danh sách mà hàng tuần thì Hùng Lê sẽ up lên ở trên trang đây. Thì những cái mã cổ phiếu mà chúng ta những mã cổ phiếu mạnh và những mã cổ phiếu có tín hiệu thì Hùng Lê sẽ up lên đây để cho các anh chị tham khảo. Mỗi một anh chị chúng ta sẽ thích hợp với dòng nào thì chúng ta sẽ lựa chọn dòng đó. Và ví dụ như chẳng hạn như Hùng Lê có hai cổ phiếu đầu cơ rất là hay, MST. Hùng Lê cũng dành một tỷ trọng rất là nhỏ để có thể lướt những cổ phiếu này. Đấy thì cái MST thì cứ về vùng nền đây, về vùng nền 4.5 thì mua, và cứ về khoảng vùng 5.5 thì bán. Đấy, nó cũng đơn giản như thế thôi. Tất nhiên là những mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không không nên là dành quá nhiều tỷ trọng vào đây, bởi vì là rõ ràng là những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì nó tăng rất là mạnh, nhưng mà khi giảm giá thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là giảm rất là nhanh. Hoặc như là cổ phiếu ART. Đối với ART thì đấy, vùng nền mà Hùng Lê khuyến nghị tất cả các anh chị em, một số các anh chị em đã mua ở vùng giá 77, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà ART đấy, ART cũng có những cái phiên tăng rất là mạnh mẽ và rất là tuyệt vời. Thì rõ ràng là nếu mà so với những cái cổ phiếu cơ bản và những cổ phiếu giá trị thì rõ ràng là cổ phiếu đầu cơ hoặc những cái cổ phiếu penny thì sẽ có một cái bước chạy rất là nhanh, rất là lớn, lợi nhuận rất là lớn. Tuy nhiên là để quản trị được rủi ro, quản trị được cách đầu tư của những mã cổ phiếu đầu cơ thì và những mã cổ phiếu penny thì đòi hỏi quý anh chị của chúng ta phải có một cái phương pháp giao dịch hết sức là linh hoạt và hết sức là tuân thủ kỷ luật thì chúng ta mới có thể tham gia được những mã cổ phiếu đầu cơ, những mã cổ phiếu penny, những mã cổ phiếu có mệnh giá thấp. Thì như thế thì là trên đây thì là toàn bộ bản điểm tin thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một vài góc cạnh cho các anh chị trong tuần tới. Và rõ ràng là Hùng Lê một lần nữa Hùng Lê lưu ý với tất cả quý anh chị nhà đầu tư, trong tuần tới thì khả năng cao một số các nhóm ngành sẽ bị chốt lời trên diện rộng, cùng với nó là một số các cái mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền thì Hùng Lê đánh giá rằng đã đến ở những cái target mà cổ phiếu không còn có thể tăng được nữa, cổ phiếu chỉ có thể đi ngang hoặc là sẽ gãy và sẽ đi xuống rất là mạnh. Vì vậy trong tuần tới các anh chị sẽ giao dịch hết sức là thận trọng. Nếu mở điểm mua mới thì phải hết sức là cân nhắc những mã cổ phiếu có tín hiệu thực sự mạnh và dòng tiền thực sự tốt thì chúng ta mới mở điểm mua mới. Còn những mã cổ phiếu mà khi các anh chị so sánh cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nếu nó gần về bằng không hoặc là nó không được đáng bao nhiêu thì chúng ta
tuyệt đối là chúng ta không mở mua mới ở trong tuần tới. Chúng ta chỉ lựa chọn những mã cổ phiếu mà dòng tiền đang tập trung vào đấy. Ví dụ như là phiên thứ 6 hôm nay thì Hùng Lê thấy là có VB Bank đấy, và một số các mã cổ phiếu khác đấy, thì là các anh chị, nếu các anh chị có những thắc mắc thì các anh chị vui lòng comment, các anh chị vui lòng comment ở dưới các bản tin như thế này. Ví dụ hỏi về mã dầu khí, hay là hỏi về mã hút, hay là hỏi về bất cứ một mã cổ phiếu nào, thì các anh chị sẽ comment ở phần dưới bản tin của tuần, và Hùng Lê và các cộng sự Hùng Lê sẽ giải đáp, sẽ phân tích để giúp các anh chị có một cái góc nhìn nó tốt hơn, tổng quan hơn. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân, và tuần tới thì giao dịch thành công. Và các anh chị cũng phải nhớ một câu nói rất vui và rất là hay, đấy là khi thủy triều rút đi thì chúng ta mới biết ai mặc quần và ai cởi trần. Và cái việc mà các anh chị đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, các anh chị kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chỉ một phút lơ là, hoặc là chỉ trong một nhịp ngắn của thị trường, thì cũng sẽ lấy đi toàn bộ lợi nhuận của các anh chị. Thì Hùng Lê chỉ lưu ý với các anh chị như thế thôi. Bởi vì là trong cái nhịp vừa qua thì gần như tất cả các anh chị trong team của Hùng Lê cũng đã có được một mức sinh lời tương đối là khá. Ví dụ như BSR đã có những anh chị đã đạt được mức lợi nhuận là 15-17%. Thì như thế là khi cơ cấu ở vùng giá 10, có những anh chị trong team của Hùng Lê còn mua được ở vùng giá 17.5 và bán ở vùng giá 20.5. Đấy, thì như thế là họ đã hiện thực hóa cái kết quả đầu tư của mình bằng chính tiền thật của mình. Và chỉ khi nào các anh chị hiện thực hóa lợi nhuận thì lúc đấy tiền mới về với tài khoản của các anh chị. Và các anh chị lưu tâm ở trong tuần tới thì khả năng cao thì những cái nhóm ngành nào bị chốt lời trên diện rộng chúng ta sẽ xem xét để chúng ta tránh ra. Và nếu các anh chị đang có mã cổ phiếu đấy thì chúng ta sẽ canh các cái nhịp hồi hoặc là cái nhịp mà nó đẩy lên để chúng ta canh, để chúng ta chốt lời tốt nhất. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư.